Xin chào tới tất cả các bạn yêu âm thanh, yêu âm nhạc. Hôm nay Vin Studio sẽ giới thiệu tiếp tục tới các bạn cái gói phối ghép của hệ thống âm thanh của hãng Denon. Đó là đầu CD player Denon và ampli Denon mã hiệu 720AE. Ghép với cái hệ thống này là đôi loa của hãng Clips có mã hiệu là RP160M. Đây là đôi loa đặc trưng của hãng Clips, được chế tạo với loa trung chất làm từ vật liệu cao cấp, có dạng kèn. Loa bass thì được tráng bởi lớp sứ và phao lẫn kim loại. Gói phối ghép này nó phù hợp cho các cái căn phòng hoặc là phòng ngủ hoặc phòng khách nhỏ từ 25m đổ lại, cho một âm thanh rất hay và chi tiết và cũng rất vừa trong tầm tiền đầu tư. Bây giờ Vin Studio sẽ mở một bài hát để các bạn cùng thưởng thức. Để mua hoặc để xem gói phối ghép này, mời các bạn qua Vin Studio số 5, ngõ 307A, phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. À, phía sau của hệ thống. Phía trên là đầu phát CD 720AE của Denon, mang nhãn hiệu DCD 720AE. Ở phía dưới là Denon PMA 720AE. Ampli đang được kéo một đôi loa với hai chiếc. Nó có thể kéo được một lúc 4 chiếc loa là hai đôi. Phía bên tay phải nó có thêm 3 đường nguồn ra để có thể cắm luôn thiết bị vào nó. Đây là phía sau của đôi loa Clip RP160M. Phía sau có một cái lỗ thoát hơi bass lớn. Phía dưới là cọc loa, có thể đấu theo kiểu bay wire hoặc đấu theo kiểu phổ thông như thế này. Oh.
Một lần nữa, xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn.